Tập 38. Tránh ra coi, con đá mẹ này, đá mẹ này, mẹ làm gì vậy? Sao lại đánh người ta? Con đá mẹ xuống giường, con muốn lấy mạng già của mẹ sao? Sáng con mệt như vậy, hai hôm trước con bắt con chăm Tiểu Kỳ, con đâu có ngủ đủ, đâu phải con cố ý, đâu phải con vác gạch ở công trường, ở nhà cao cấp người ta quạt máy lạnh mà mệt cỡ nào chứ? Cố tình không cho mẹ ngủ thì có. Làm chân mẹ ngã đau luôn rồi. Mệt chết đi được. Em ấy có ý gì chứ? Em bé không nói tiếng xin lỗi nào, còn nói em không có quy tắc. Suốt cuộc ai không hiểu quy tắc? Được rồi, em đừng so đo với nó. Đây không phải là so đo hay không. Bây giờ căn nhà này có thêm một người thì sẽ khác. Phiền em ấy sửa hết toàn bộ những tật xấu của em ấy, sửa ngay. Bây giờ đi nói với cậu ta đi, còn muốn sống tiếp được không? Đừng giận nữa. Mẹ, củ cải lần trước mẹ găm đâu? Mẹ bảo cho châu ba cho nhà Bồ Tát sống. Mẹ, sao mẹ lại đưa cho nhà viện trưởng Khang? Chân châu không giống con, nó bận cỡ nào cũng sẽ dành thời gian đưa cho viện trưởng Khang. Con đã căn dặn trăm lần, sao mẹ không nghe con chứ? Mẹ xin con mấy lần, con như bỏ chết vậy, kéo không đi. Quần áo mà phu nhân viện trưởng Khang cho mẹ với nó mới động vào, con liền la hét như ma nhập. Chuyện gì vậy chứ? Nói thật đi, trong chuyện này có điều mờ ám phải không? Mẹ, con nói mẹ nghe, tác phong sống của viện trưởng Khang là có vấn đề. Anh ta rất thích cô gái xinh đẹp trẻ trung, đã dây dưa mập mờ với y tá trong bệnh viện rồi. Lại nữa, mẹ nói với con bao nhiêu lần không cho con bàn tán chuyện sau lưng người ta, con muốn mẹ xé nát miệng con không hả? Những lời này đâu phải con nói, là người khác nói, mẹ cũng đi ngăn chặn miệng người khác đi. Thật là mẹ nghe con một lần đi, con thực sự là muốn tốt cho Trân Châu. Mẹ nhớ kỹ, sau này viện trưởng Khang có gọi điện đến, tuyệt đối đừng để Trân Châu nghe máy. Viện trưởng Khang đến nhà tìm Trân Châu, mẹ cũng đừng cho Trân Châu theo anh ta ra ngoài, mẹ biết chưa? Con không muốn đứa bé số khổ này lại bị tổn thương. Mẹ hiểu không? Mẹ, dỗ được vợ con rồi sao? Cô ấy không sao. Mẹ, cầm lấy cái này đi. Mẹ không cần tiền của vợ con. Mẹ, cái này không phải của Sang Sang, là phí sinh hoạt con cho gia đình.
Con đã mỗi tháng cố định đưa tiền cho gia đình rồi. Mẹ không cần số tiền này. Mẹ, mẹ cầm lấy đi. Dù sao con cũng là con trưởng trong nhà, còn có một cô vợ đẳng cấp cao. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Thực ra San San cũng không có ác ý, cô ấy chỉ là muốn nâng cao mức sống của nhà ta. Mẹ không ý trách nó, nhưng mà con nghĩ tình hình hiện giờ của ba con. Mẹ, con hoàn toàn hiểu tâm trạng của mẹ hiện giờ. Ba cũng đã kiên trì nguyên tắc của mình. Dù sao ba cũng là đàn ông, nếu ba thay đổi nguyên tắc của mình thì sẽ không còn là ba mà mẹ thích nữa, không phải sao? Nhớ phải kiên trì theo dõi nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân phòng số 3. Phải rồi, hôm nay có hai cuộc phẫu thuật quan trọng, hai cậu lấy lại tinh thần đi. Đã rõ? Được. Tìm bác có việc gì? Ngồi đi. Sắc mặt em không tốt lắm. Cảm ơn quan tâm. Anh hãy nói em biết, tối qua có ý gì? Trương Khả Phong, em nói cho anh biết, người theo đuổi em có rất nhiều. Ngày nào cũng lẻo đẻo thì theo sau anh. Anh nói một là một, hai là hai. Anh đừng tưởng em thích anh thì anh bắt nạt em như vậy. Hôm qua là anh không đúng, anh xin lỗi. Em không cần anh xin lỗi. Em muốn biết tại sao? Tại sao lại uống rượu với đám người đó? Sao lại uống thay chân châu? Tại sao anh bỏ em lại một mình? Lẽ nào trong lòng anh em còn thua một cô thợ may sao? Bởi vì anh thích cô ấy. Anh thích chân châu. Chậm thôi. Thích làm anh hùng là vậy đó. Đây chính là dịp thể hiện giá trị sinh mạng của em. Đúng đúng đúng, em giỏi. Chậm thôi. Chậm thôi. Đau quá, đau quá. Cẩn thận đó. Từ từ thôi anh cả. Sao lại đánh nhau với người ta làm gì? Thật là lớn già đầu rồi còn đánh nhau với người ta, không để người ta yên tâm. Trương Châu à, sao em tới đây? Cũng tại anh ta gọi điện giục mãi còn gì. Cô biết tại sao tôi đánh nhau không? Tôi đánh nhau là vì nước, vì dân. Nghe qua câu triết lý này chưa? Phía sau ánh sáng ắt có bóng tối. Vì vậy tôi đã xác định các nhà hàng nổi tiếng mai phục ngày đêm. Không ngoài dự đoán, giao dịch dầu thải ngầm đã bị tôi phá rồi. Nếu cảnh sát cũng nói, nếu không phải tôi thông minh cơ trí càng đảm hơn người thì thành phố sẽ nguy hiểm. Thay vì thành phố nguy hiểm, chi bằng tôi đứng ra làm gương. Một mình nguy hiểm thì... Từ 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 từ. Đau quá. Uống nước đi. Sao bây giờ đau vậy? Có một nửa là thật, em thấy 100% là giả. Đến văn phòng thị trưởng cũng gọi điện đến quan tâm nhé. Nói cho cô biết. Đúng đúng, mấy hôm nữa chủ tịch tỉnh gọi đến. Cô không thể quan tâm hâm mộ và nể tôi sao? Anh nói chuyện không làm quá không được sao? Mới đến đã gọi điện nói là nặng lắm, hại người khác căng thẳng theo anh. Tôi nói anh biết sau này không được như vậy. Không đâu. Châu Châu, lát nữa em phải đến nhà bà nội đón Tiểu Kỳ phải không? Em đang định đi. Em tới thăm anh ta, không sao thì yên tâm rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng có cử động linh tinh. Ngoan ngoãn tình dưỡng đi.
Anh cả, em đi đây, anh đừng tiễn em. Em đi cẩn thận nhé. Nó đã không nở như vậy, sao không nói thẳng với em ấy? Nói cái gì? Nói em thích cô ấy. Anh cả, anh nghĩ đâu vậy? Em chỉ nói đùa thôi. Diễn, còn ở đó diễn với anh. Người khác không nhìn ra, anh cả không nhìn ra được sao? Sao vậy? Em thích Trân Châu thật sự không sao ư? Có gì đâu chứ. Như cô ấy là vợ của chí Dĩ, Trân Châu một mình nuôi con, thực sự rất vất vả. Nếu em thật lòng với em ấy, chăm sóc cho em ấy thật tốt, thì có gì không được chứ. Em là em trai anh, em ấy là em gái anh. Nếu hai đứa có thể được hạnh phúc, thì trong lòng anh cả mừng cho em. Còn về chí Dĩ, anh tin là nó cũng mong Trân Châu được sống tốt. Em vẫn cảm thấy không ổn, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Một là trong lòng của Trân Châu chắc còn chí Dĩ, hai là em thực sự không biết khi ba mẹ biết được sẽ phản ứng thế nào. Đến giờ mỗi khi nhắc tới chí Dĩ, mẹ vẫn không kìm được lòng muốn khóc. Em sợ họ không chấp nhận được. Cũng phải, nếu nói ba mẹ biết em có ý với Trân Châu, đúng là phải cần tìm một cơ hội thích hợp. Em cũng nghĩ như vậy. Tuyệt đối không được để Trân Châu biết được. Mình đã hứa với chị Dĩ phải bảo vệ Trân Châu, phải yêu thương Trân Châu. Không được. Nếu giờ mình gửi tin nhắn cho Trân Châu, nếu lỡ mình chết, cả đời này nhất định sẽ tiếc nuối lớn. Chết rồi đâu còn biết nuối tiếc nữa. Trân Châu à, Trân Châu, Trân Châu, sao anh mặc như vậy mà chạy ra đây? Cái đó. Cái nào? Cô đọc chưa? Đọc cái gì? Anh bà tên lú rồi phải không? Tôi đầu óc không tỉnh táo. Lời tôi nói cô đừng tưởng thật nhé. Hôm nay có đọc được cái gì lạ không? Cái gì lạ chứ? Ý là tôi, hôm nay điện thoại cô có nhận được tin nhắn nào kỳ lạ không? Chính là cuộc điện thoại chiều nay anh gọi đó, đột nhiên bảo tôi tới bệnh viện thăm anh. Anh làm gì vậy? Được hẹp hò như vậy để tôi xem. Tôi sợ điện thoại cô tắt nguồn, lại về nhà muộn như vậy. Sợ cô lạc đường, tìm không được, cô sẽ tiêu. Bây giờ không sao rồi. Được rồi, tôi yên tâm rồi. Xe đến rồi, xe đến rồi, mau về nhà đi. Anh mau về đi. Được, vậy tôi đi nhé. Cô đi đường cẩn thận đó. Đi mau đi. Kỳ lạ. Alo, chị dâu, tôi là Tiểu Ngô. Tiểu Ngô sao, chào cậu. Chuyện mà chủ nhiệm Hà nhờ tôi, mấy hôm nay tôi không trả lời, tại gần đây nhiều việc quá bận rộn. Chuyện gì mà cậu chưa trả lời? Là như vậy, tuần trước chủ nhiệm Hà tìm tôi, hỏi có công việc gì giới thiệu cho anh ấy không. Nhưng chị dâu cũng biết, họ hàng xa của tôi có làm việc ở cơ quan. Nhưng mà người họ hàng của tôi khá có máu mặt, tôi cũng không chắc khi nào hẹn được anh ấy. Vì vậy nói chủ nhiệm Hà đừng nôn nóng. Tiểu Ngô à, không vội. Thời ra Quang Diệu nhà tôi tính nóng vội, không ngồi ở nhà được. Chị dâu, trước đây khi chủ nhiệm Hà còn làm, vô cùng chiếu cố tôi giúp đỡ là cũng nên thôi.
Chị cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối không để cho Diệm Hà chịu thiệt. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Được được được, tôi còn bận việc, cứ như vậy nhé. Chị cảm ơn cậu Tiểu Ngô. Tạm biệt. Tiền lương của tôi mất rồi, chị để nó ở đâu vậy? Chào Trân Châu, cô lấy tiền lương của tôi phải không? Cái gì? Cô đừng có làm bộ. Hôm đó cô là người cuối cùng rời khỏi công ty, chắc chắn là cô. Chị Tiểu Bạch, tôi không có lấy tiền của chị. Chị không thể tùy tiện vu khống tôi được. Sao tôi lại vu khống cô chứ? Cô nói xem tiền lương của tôi ở đâu. Tôi không có lấy thật. Mới sáng sớm ở đây cả nhà cái gì? Khang tổng, tiền lương của tôi bị người khác lấy trộm rồi. Cái gì? Tôi nghi ngờ người đó là Trân Châu. Cô nói là cô ấy trộm, có chứng cứ không? Hôm đó cô ấy là người cuối cùng sẽ có công ty. Hơn nữa cô ta luôn bất bình về tôi. Không phải cô ta thì là ai? Người bất bình về tôi là chị Tiểu Bạch mà. Cho dù chị không thích tôi cũng không được vu oan tôi như vậy. Cho dù tôi nghèo, đừng cãi nữa. Tiểu Bạch, cô tự mình tìm kỹ lại trước đi. Liệu có khi nào để quên ở đâu không? Chỉ định người khác trộm tiền là chuyện rất nghiêm trọng. Khang tổng, chúng ta có thể đi xem camera. Tại sao cô lại tắt đèn? Tôi tắt đèn là để ăn cắp tiền phải không? Không phải như vậy, tan ca rồi có công ty cần tắt đèn mà. Bây giờ chứng cứ bày trước mặt cô rồi, cô còn gì để nói? Tôi không có làm. Tới giờ cô còn nói dối. Rõ ràng đã có con rồi, còn lừa công ty nói mình chưa kết hôn. Câu đạo của cô là đáng tin. Tôi nói cô biết, nếu không phải ý giám đốc Đinh có lòng riêng với cô có thể ở công ty đến hôm nay sao? Vậy lôi giám đốc Đinh vào làm gì? Trong lòng cô tự biết. Câm miệng. Trân Châu, lời cô ấy nói là thật sao? Cô có con sao? Trân Châu, cô thương Tiểu Kỳ và cô lắm mà. Lẽ nào cô không muốn thừa nhận sự tồn tại của nó? Phó Tổng, cô nghe tôi. Phó Tổng, tôi không lấy tiền của Tiểu Bạch. Tôi thực sự không có. Cô nói 100 lần 1.000 lần cũng như vậy thôi. Tôi không cần biết cô có ăn cắp người ta hay không. Nhưng chuyện cô lừa mọi người là thật gì? Chuyện cô có con cũng là thật. Tôi không cố ý lừa mọi người. Tại vì Phó Tổng lần đầu đã nói, nên tôi không dám nói là có con. Sau đó không biết nên nói thế nào. Vậy ý cô là lỗi của tôi phải không? Tôi không có ý đó. Tôi nhịn cô đủ rồi. Ngoài việc cô biết gây quả, biết làm bộ đáng thương, cô còn biết làm gì? Tại sao lần nào gặp cô đều không có chuyện tốt chứ? Trân Châu, cô đã bị sa thải. Tôi ra ngoài, nghe thấy chưa? Tiểu Kỳ ngoan nhé, lát nữa chúng ta sẽ có cơm. Mẹ, con về rồi. Về rồi sao? Ăn cơm đi. Mẹ.
Ngoan, nấu cơm xong rồi sao? Đúng vậy mẹ. Hôm nay nào là cá chiên, nào là cá hấp, mất cả buổi trưa nhỉ. Đây đều là món ba con thích ăn. Đều là món ba thích ăn cái gì? Các con không thích ăn sao? Không có lương tâm. Ba, ba về rồi, ăn cơm đi. Ba, ba ăn cơm đi. Mẹ làm món ba thích ăn nhất. Ba ăn rồi, mọi người ăn đi. Các con ăn trước đi, không cần đợi mẹ. Cho Tiểu Kỳ ăn trước đi. Nào Tiểu Kỳ, chúng ta ăn cơm thôi. Nào. Uống rượu à? Uống rồi, nhưng không say. Người thất nghiệp nào dám uống say. Uống trà nóng cho tỉnh rượu đi. Tôi đi châm nước nóng cho ông. Lát nữa tắm nước nóng. Chí Dĩ à, nếu anh còn sống thì tốt biết mấy. Chúng ta cũng giống như ba mẹ vậy, săn lông đầu bạc, yêu thương lẫn nhau. Chí Dĩ, anh có biết em cô đơn thế nào không? Anh có biết em khổ sở thế nào không? Đến một người tâm sự cũng không có. Em bị công ty sa thải rồi. Đó là nơi gửi gắm ước mơ của em, là chỗ dựa tinh thần của em. Nhưng bây giờ em không thuộc về nó nữa, cũng như anh không thuộc về em nữa. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Quạt Diệu à, dạo trước lời tôi nói với ông có hơi quá đáng. Xin lỗi. Thực ra tôi cũng cảm nhận được áp lực của ông thời gian này. Tôi thấy ông sa sút như vậy, thực ra trong lòng tôi rất xót cho ông. Nhưng tôi cũng không biết tại sao lại nói ra những lời tổn thương lòng tự trọng của ông. Tại sao tôi lại nói như vậy chứ? Bao nhiêu năm qua, sóng gió cỡ nào chúng ta cũng vượt qua được. Quang Diệu,
Chúng ta đã lớn tuổi rồi, chúng ta phải cố gắng sống cho mình. Chúng ta vì Tiểu Kỳ, vì Chân Châu, chúng ta cũng phải cố gắng sống tiếp. Sao lại uống thay Chân Châu? Tại sao lại bỏ em một mình? Lẽ nào trong lòng anh em còn thua một cô thợ may sao? Bởi vì anh thích cô ấy. Anh thích Chân Châu. Tới giờ cô còn nói dối. Rõ ràng là cô có con rồi, còn lừa công ty nói là mình chưa kết hôn. Có câu nào của cô đáng tin không? Alo, cô Mỹ Từ, hôm nay cô rảnh không? Cháu muốn đến tìm cô. Bởi vì gần đây công ty xảy ra chút chuyện, cháu muốn tìm cô bàn bạc. Dạ. Phải rồi, cô có thể gọi cả Khả Phong không? Đúng lúc cháu thấy không khỏe, cháu muốn hỏi anh ấy. Cảm ơn cô. Sao mấy hôm nay cây thông Noel không có tin gì chứ? Alo, bác sĩ Trương phải không? Tôi là Chân Châu. Cô có chuyện gì? Lại gặp rắc rối sao? Không có. Anh vẫn ổn chứ? Tôi làm sao? Hôm đó chẳng phải anh bị phó tổng... Tôi không ổn lắm. Với lại cô ấy đang ở nhà tôi. Tối hôm đó cô cứ bỏ lại tôi như vậy. Cô thật là không nghĩ khí gì. Trước đây tôi giúp cô nhiều như vậy. Đúng, anh giúp tôi nhiều như vậy. Tôi quả thật không nên đi nhanh như thế. Xin lỗi. Xin lỗi có ích gì? Cô nợ tôi một chầu đó. Hay là như vậy đi, hôm nay tan ca, chờ tôi ở cửa công ty. Cửa công ty sao? Có thể là không tiện lắm. Vậy tôi đến nhà chờ cô vậy. Tối nay tôi có việc rồi. Nè, là cô chủ động gọi điện. Bây giờ có nhiều lý do như vậy, cô là có ý gì chứ? Hay là ngày mai tôi tới bệnh viện tìm anh? Được, 8 giờ tối mai. 8 giờ tôi chờ cô trước cửa bệnh viện. Lần này cô nhất định phải đến đó. Không được có chuyện khác. Cũng không được mới đến đã đi. Không đâu, tôi nhất định đến đúng giờ. Chạy thôi, chúng ta chạy thôi. Chúng ta ra bờ biển chơi nào. Chân Châu, sao cháu không đi làm? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bà nội à, cháu bị đuổi việc rồi. Bị đuổi việc sao? Tiểu Kỳ, nào ra bãi cát chơi đi.
Đi chơi ngoan nhé. Sao lại đuổi việc chứ? Chẳng phải đang yên đang lành sao? Cháu cứ gây quạ, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, còn làm hỏng video của khách hàng. Hôm qua đồng nghiệp mất tiền, còn nghi ngờ là cháu lấy. Chẳng ra gì, chân châu của bà sao lại ăn cắp đồ chứ? Ngày mai bà đi tìm họ nói lý. Bà nội, vô ích thôi. Bởi vì cháu che giấu chuyện của Tiểu Kỳ, họ liền nghĩ cháu là người nói dối thành quen. Cho dù cháu nói không lấy, họ cũng không tin đâu. Chuyện cháu có Tiểu Kỳ, cháu không nói cho người ta phải không? Bởi vì phó tổng bọn cháu nói không thuê người đã kết hôn có con, tất nhiên là cháu đâu dám nói. Bà nội, cháu thật không biết nên làm thế nào. Cháu không thể rời khỏi Squan. Squan là ước mơ của cháu. Hơn nữa chỉ khi cháu ở lại Squan mới có thể cho Tiểu Kỳ có được một người mẹ làm nhà thiết kế danh xứng với thực. Hơn nữa cháu còn ứng trước tiền lương, để khác nào là gạt tiền người khác chứ. Bà nội, cháu thực sự không cam tâm. Tại sao cháu cứ gặp phải chuyện này? Tại sao cái số của cháu lại kém may mắn như vậy? Tại sao mọi nỗ lực của cháu đến cuối cùng đều trở nên vô ích rồi? Đừng nói như vậy. Trên đời này đâu có chuyện vô lý như vậy. Bà nói cháu biết, cho dù làm chuyện gì, nhất định phải có nghị lực kiên cường. Cháu nói thử xem, năm xưa tại sao bà nội lại chiếm được vị trí tốt nhất ở trong chợ? Là vì bà dùng nghị lực của bà vượt qua mọi ải khó, để người trong chợ đều biết sạp hàng đó là chỗ của bà. Một năm 365 ngày, cho dù mưa to gió lớn, từ sáng tới tối, cho dù xảy ra bất cứ khó khăn gì, hoặc là gặp phải chuyện gì, bà đều kiên trì không rời khỏi sạp hàng đó. Nếu bà không thể buôn bán ở sạp hàng đó, bà với cháu gái bà đều phải đói chết. Vì vậy bà tuyệt đối không rời khỏi sạp hàng đó. Cháu nói xem, cháu có liều mạng như bà được không? Trước khi cháu quyết định từ bỏ, cháu đã đi tìm bà chủ cháu chưa? Chưa phải không? Nếu đã chưa, sao phải mặt ủ mày chao? Bà nói cháu biết, cho dù làm sai hay không làm sai chuyện gì, nhất định phải kiên cường. Bây giờ cháu không chỉ có một mình, cháu còn có Tiểu Kỳ. Cháu là mẹ của Tiểu Kỳ, cháu nhất định phải kiên cường, cháu mới có thể bảo vệ được con của mình, có phải không? Bà nội, cháu biết rồi. Cháu sẽ lấy tinh thần, nỗ lực, cố gắng. Bà tin cháu làm được, nhất định làm được. Trần Châu, thím, Trần Châu, giờ này sao cháu ở nhà không đi làm sao? Hôm nay cháu nghỉ à? Thím, thím cũng nghỉ sao? Ừ, phải, viện trưởng Khang cho phép thím nghỉ. Viện trưởng Khang tốt bụng thật. Được, mấy đứa nói chuyện đi, bà đi xem cháu nó. Cháu mang cải chua cho viện trưởng Khang sao? Có chuyện gì? Không có gì. Anh ta có nói gì với cháu không? Không nói gì hết. Vậy thì tốt, vậy tốt. Được rồi, hai chị em nói chuyện đi, thím đi nấu cơm. Chị, em nhìn thấy bài đăng của anh Cao Nhiên phá được dầu án dầu thải, anh ấy giỏi thật. Trên báo sao? Anh ấy bóc phét còn giỏi. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Phụ nấu cơm nào, mau lên. Anh ấy giỏi thật mà. Cảm ơn. Nói đi. Là như vậy, nhân viên Tiểu Bạch bị mất tiền lương, cô ấy nghi ngờ là Trân Châu lấy. Mới đầu cháu đều không tin, vì vậy đã trích xuất camera hôm đó.
Nhìn thấy gì? Hôm đó quả thực Trân Châu về cuối cùng. Cô ấy tắt đèn xong thì tối thui. Xảy ra chuyện gì thì không thể nói được. Vậy nên bây giờ đang nghi ngờ phải không? Quả thực không có chứng cứ như bà. Nhưng mà cái gì chứ? Đang trong giai đoạn nghi ngờ, hơn nữa lại không có bất cứ chứng cứ gì. Cháu đã đuổi dì cô ấy rồi. Cô chắc cũng không định vì chút chuyện nhỏ này đến tìm cô. Nhưng cháu thấy vì lợi ích công ty nên làm như vậy. Chân cho ngoài việc này ra còn chuyện khác mà cô không biết. Còn chuyện gì sao? Cô ấy cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà. Cô ấy chẳng những mơ mơ hồ hồ, cô ấy còn điền hồ sơ giả. Cô à, cô biết không, quá xa là cô ấy có con. Cô ấy có con. Đúng. Nhưng rõ ràng trong hồ sơ cô ấy điền là chưa kết hôn. Nếu cô ấy có con, vậy thì chắc chắn là kết hôn rồi. Tất nhiên rồi, đã có con rồi thì chắc chắn đã kết hôn. Cô ấy mới đầu đã lừa chúng ta như vậy. Cho dù cô ấy có con hay không, hành vi này của cô ấy cũng rất tiêu cực. Cô ấy nói dối theo thói quen, sao cháu có thể dung túng cô ấy? Cháu làm rất đúng. Chỉ là cô mong cháu trước khi sa thải bất cứ nhân viên nào, cháu cũng phải bàn trước với cô được không? Bởi vì cô nghĩ một cô gái trẻ như cô ấy, bên cạnh lại nuôi đứa con, lại phải cố gắng làm việc, cô nghĩ có lẽ là chuyện không dễ gì. Cô à, một người nói dối thì có gì phải thương hại chứ. Lâm Lâm, cháu còn quá nhỏ, còn có rất nhiều chuyện cháu không phải đều hiểu hết được, có biết không? Cháu cũng làm việc theo quy định thôi. Cô à, hôm đó cũng không ở đó. Trân Châu làm chuyện này ở công ty, cháu đã không làm vậy, những nhân viên khác sẽ nghĩ thế nào chứ? Công ty chúng ta sẽ thành ra thế nào? Cô à, có phải cô cũng cảm thấy cháu quá đáng không? Không, cô không thấy cháu quá đáng. Cô chỉ nghĩ cô ấy kiên trì cần công việc này, vất vả thế nào cũng đều chấp nhận. Vì vậy chắc chắn hoàn cảnh cô ấy không tốt, chắc chắn là rất vất vả. Cô à, chúng ta điều hành công ty không bằng tình cảm, đúng không? Hơn nữa, bây giờ các nhân viên đều đang đồn quan hệ của cô ấy với giám đốc có hơi Đinh Á Minh sao? Cô ấy với Đinh Á Minh à? Tuy chỉ là lời đồn, nhưng nhân viên và giám đốc có tin đồn mờ ám, dù sao cũng không tốt cho công ty. Theo cháu thấy, chuyện mà cô ấy làm cũng không phải là không thể. Trời ạ, cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nói cô biết những việc này. Cô quả thật cần phải quan tâm nhân viên mình rồi. Nghỉ ngơi sao rồi? Sao cô đến sớm vậy? Tối tôi mới xuất viện. Dọn dẹp đồ đạc xong chưa? Cũng gần xong rồi. Anh Cao Nhiên, em tới thăm anh. Chào em. Phải rồi, sao cô đến giờ này? Hôm nay nghỉ sao? Chân Châu bị công ty đuổi việc rồi. Chân Đa, đuổi việc? Chuyện gì vậy? Vu khống dễ ăn cắp tiền, nó dễ có con, tóm lại là tội trạng. Chân Đa, chuyện cô có con sao lại là tội chứ? Có con thì phải bị sa thải sao? Anh Khoa kích động tôi. Chị nói đi, nói đi. Bây giờ Chân Châu bị mang tiếng xấu, hơn nữa còn nợ tiền lương công ty. Chân Đa, em đừng nói bừa nữa. Tóm lại tôi không muốn ở đây lắm. Tôi thật không hiểu, ban đầu có người la lối đòi tới Swan làm việc, bây giờ thì mặc kệ sao?
Anh đi đâu vậy? Tôi quay về viết báo và trừ công ty bất lương vô cớ Du Quan nhân viên ưu tú. Anh nghỉ ngơi trước đi, anh còn muốn làm gì không? Tôi không làm. Bây giờ tôi cạc khỏi rồi, bây giờ tôi xuất diễn, cô nói tôi biết đi. Cao Nhi, đưa đây, công việc mất thì mất. Đâu phải là không có cách gì khác. Vậy cô có cách gì? Bà nội nói rồi, không kiên trì đến phút cuối thì không được từ bỏ. Chưa nỗ lực đến khi được công nhận thì không được buông tay. Là tự tôi chưa đủ cố gắng. Cô còn chưa đủ cố gắng sao? Cô không cố gắng ai cố gắng? Ai mà chê cố gắng nhiều chứ? Vậy được, tôi cố gắng thu dọn đồ đạc về nhà lấy chuyện cô viết báo. Tôi để cho họ biết hết. Anh Cao thật nghĩa khí. Chỉ tôi có anh hai như vậy, thật có phúc. Chừng đa. Được rồi, tôi không đấu lại anh. Để tôi dọn. Đúng lúc tôi phải đi đón Tiểu Kỳ. Đưa đó đi trước. Tốt quá rồi, tiện thể có thể nghe thử chuyện anh Cao phá được vụ án dòng thải.